trong khi phía sau quán, quần áo của mình đang được giặt là sạch sẽ. Mỗi buổi sáng, anh Đỗ Cao Duy, 37 tuổi ở quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội sẽ đến quán này uống cà phê, gửi quần áo bẩn để giặt. Sau đó đi làm và chiều về nhận lại quần áo sạch. Một công đôi ba việc. Dần dần, việc lui tới quán cà phê này để vừa giặt là vừa uống nước đã trở thành thói quen sinh hoạt mỗi ngày của anh. Gần như sáng nay cũng đến ngồi cà phê trước khi đi làm. Cà phê đấy thì khá là ngon với cả hợp khẩu vị của anh. Của anh là người rất là sạch sẽ. Anh giặt ở đây là anh thích nhất là bởi vì là anh của mình mua máy. Nó không giặt chung với cả bất cứ người khác, nó không như các cái chỗ giặt khác là ví dụ em mang quần áo đến thì người ta chỉ nhận đồ của em thôi. Và em không biết người ta giặt chung với bất cứ ai, chẳng may giặt chung thì nó sẽ rất dễ xảy ra tỷ lệ bệnh ngoài da các thứ. Sau một chuyến du lịch nước ngoài, chị Lê Thu Trang, chủ quán Laundry, đã lấy cảm hứng và sáng lập ra mô hình quán cà phê này. Cái mô hình này là được lấy từ bên nước ngoài. Ý tưởng là khi mà đi du lịch và đến một tiệm giặt là và họ có cả bán cà phê ở phía bên ngoài. Bên chị đã giặt sạch sẽ và được mang cả một cái vali mới đấy để về nước. Chính vì thế chị muốn mang cái mô hình này từ nước ngoài về Việt Nam để dân Việt Nam cũng như là các bạn khách nước ngoài khi đến Việt Nam họ sẽ cảm nhận được cái mô hình mới này. Theo chị Lê Thu Trang, ngoài việc giặt riêng quần áo của mỗi khách để tránh thất lạc đồ và giảm nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm, quán cũng có dịch vụ giặt riêng quần áo trắng hoặc đồ len nếu khách có nhu cầu. Thông thường, một quy trình từ giặt đến vắt và sấy sẽ kéo dài từ 2 đến 4 tiếng. Cái mô hình này thì thật ra là ở bên nước ngoài ấy, thì họ sẽ là tự tay mình đặt đồ vào trong đồ giặt. Trong cái lúc giặt thì họ sẽ uống cà phê và chờ lấy, hoặc là khi họ uống xong cà phê họ có thể đi chơi một vòng để họ quay về lấy. Khách Việt Nam sẽ mang đồ giặt đến giặt và sau đấy thì có nhiều khách thì sẽ uống cà phê hoặc là mang cà phê đi làm luôn. Dù ngồi nhâm nhi cà phê trước máy giặt, khách hàng cũng không ngửi thấy bất kỳ mùi hương khó chịu nào từ nước giặt, nước xả, chất tẩy rửa, bởi quy trình giặt quần áo hoàn toàn không sử dụng hóa chất độc hại gây mùi. Nhanh thì 2 tiếng, chậm thì 3 đến 4 tiếng, khách hàng sẽ nhận được quần áo sạch sẽ, thơm tho. Nhân viên của quán sẽ gấp quần áo gọn gàng và đóng gói vào túi bóng cỡ lớn. Một chiếc giấy thơm sẽ được đặt vào bên trong túi quần áo. Dù khách để quần áo trong vali du lịch nhiều ngày, khi mở ra vẫn giữ được mùi hương dịu nhẹ. Cái hôm đầu tiên mà mới mở, tức là lúc đấy là cũng chưa bị dịch đâu, cửa hàng còn chưa mở xong, thế là đã có một đoàn khách mang luôn 2-3 vali đến và yêu cầu là giặt cho họ. Sau khi giặt xong thì họ cũng không cần túi tiếc các thứ mà họ nhờ mình là xếp luôn quần áo vào trong vali cho họ và cứ thế họ mang ra sân bay để đi về nước. Ban đầu khi mở quán cà phê này, chị Trang chủ yếu muốn tiếp cận du khách nước ngoài đến du lịch Hà Nội, để du khách có quần áo sạch mang về mà không cần phải xách cả vali đồ bẩn về nước. Sau này khi mô hình cà phê giặt là dần được đông đảo người Việt đón nhận hơn và đã trở thành xu hướng mới cho cuộc sống bận rộn.